Tết CH Việt Nam 58. Nó chạy đến năm mùng mấy cây. Cái này là chưa làm nồi nữa. Nè, chú nhìn lên. Trăm ba mấy đang làm mắt chim đây. Sau khi mở ra thì xe cũng khá là bụi, mình thấy không, đường Việt Nam mình nó bụi nhiều. Nó chạy năm mấy rồi đó. À, như cô rò nó lên tới đây nữa, nó không lên nữa. Bốn độ này nóng bụi đây nhiều lắm. Đây đỡ rồi, hơi em anh ơi. Quá trời luôn. Chuông ngăn không đều. Với lại xe này lọc gió diêm. Đi chập trên lên toàn cái nha. Không. Ở đất Việt Nam sau khi mình làm nồi xong, có những chi tiết như là chuông, bố, bát càng, nồi xo, với lại thay cái lọc gió đồ chơi, với lọc gió gì nó không có đủ, không có đủ gió chạy nha. Đây này. Với đồ chơi nó gió nhiều thì xe nó chạy nó mạnh nó bốc luôn. Mình vớt bé đỏ luôn. Mình gắp vô mình test cho anh em xem nè. Mình test cái sau khi mình lại xong 28 nha. Mình 5.553 cây. Đầu diêm đó nó lên tới đây rồi nó đứng rồi nè. Mình làm xong nó sẽ lú qua. Ở đây giờ đây. Ở vòng đi. Nghe giống một tù ra cơ không? Này để xe bắt cái nồi vô đi xong rồi. Chạy ghê vậy trời. Má này dữ vậy. Cứ dữ rồi. Phải không? Phải nhiều đúng không? Kê rắc. Phun đồ. Phun đồ carbon. Ô, ai thấy. Đâu mà nhìn ăn nhìn đúng như vậy. Ai mà ăn cơm con gái chết mẹ rồi. Đúng rồi bò.